Chào các bạn đến với mục vụ cầu nguyện giải cứu chữa lành và làm chứng Chúa giải cứu làm phép lạ trên đời sống mình. Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Cậy quyền trong huyết trên con. Cậy quyền trong huyết trên con. Ngay giờ phút này. Ngay giờ phút này. Tại thời điểm này. Tại thời điểm này. Ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Mọi quyền lực tối tăm. Mọi quyền lực tối tăm. Hắc ám. Hắc ám. Thế giới bóng tối địa ngục. Thế giới bóng tối địa ngục. Lập tức. Lập tức. Phải đi ra. Phải đi ra. Khỏi ta. Khỏi ta. Ra khỏi người thân của ta. Ra khỏi người thân của ta. Bên nội bên ngoài. Bên nội bên ngoài. Trong nước ngoài nước. Trong nước ngoài nước. Tất cả những người liên quan đến chúng ta. Tất cả những người liên quan đến chúng ta. Đều được quan phòng. Đều được quan phòng. Thân hiệu. Thân hiệu. Bảo vệ. Bảo vệ. Bởi thân Chúa. Bởi thân Chúa. Danh Chúa. Danh Chúa. Huyết Chúa. Huyết Chúa. Các thiên sứ của Chúa. Các thiên sứ của Chúa. Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Ta truyền linh. Ta truyền linh. Mọi quyền lực tối tăm. Mọi quyền lực tối tăm. Ra khỏi vùng trời vùng đất này. Ra khỏi vùng trời vùng đất này. Ra khỏi đời sống chúng ta. Ra khỏi đời sống chúng ta. Ra khỏi người thân của chúng ta. Ra khỏi người thân của chúng ta. Không cho tiếp cận. Không cho tiếp cận. Không cho đến gần. Không cho đến gần. Không có một sự tác động. Không có một sự tác động. Không có một sự kết nối nào. Không có sự kết nối nào. Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện sự thần hiệu của Đức Chúa Trời. Nguyện sự thần hiệu của Đức Chúa Trời. Sự tái độ đời của Đức Thánh Linh. Sự tái độ đời của Đức Thánh Linh. Ở trên chúng con. Ở trên chúng con. Đầy dẫy bên trong và bên ngoài. Đầy dẫy bên trong và bên ngoài. Bởi vinh quang của Đức Chúa Trời. Bởi vinh quang của Đức Chúa Trời. Bởi lửa linh và Đức Thánh Linh. Bởi lửa linh và Đức Thánh Linh. Chúng con tự do. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện. Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. 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 Người thật không sẽ được an ủi. Trong danh Chúa Jesus, những tiếng nói, những sự mạo phạm, những điều ô uế, trong danh Chúa Jesus, ta truyền lệnh ngay lúc này các ngươi phải rời đi. 1, 2, 3, quyền năng của Chúa giáng xuống. Đầy dây bao trùm trên anh, mây và lửa bao trùm ở trên anh, từ đỉnh đầu trên gót chân. Ô ba 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 ba, mây và lửa, xin ba 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 ba, trong vinh quang của ngài, đầy dây mây và lửa, ba 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 ba, xin ba ba ba, đầy dây hơn nữa, ba 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 ba, hãy đón nhận điều này, hơn nữa, ngài đến trong vinh quang, ô ba 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 ba, mây và bao bọc toàn lửa, xin ba mây và lửa, ô ba 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 ba, hơn nữa. Đổ đây, xin ba 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 không chu nổi, ô sức nặng và vinh quang của ngài đổ đây trên anh, phủ đây trên anh, hãy nhận lãnh điều này, hãy nhận lãnh điều này, ô đổ đây hơn nữa, nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Linh, lạy Chúa con cầu nguyện để lạy tớ ngài nhìn thấy khải tượng và nhận lãnh khải tượng và năng quyền. Con cầu nguyện để mắt Đức Linh mở ra thấy đứng ngự trên ngôi và mắt như con nữa. Đầy dây. Không chia sẻ đưa được phạm tù về với nhà. Con này thu cấp gạo cho chúng tao ăn nè.
Con phải bị nhắm rồi. Giờ này thật tha cho con này. Nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Linh. Im lặng. Ngậm miệng lại. Quỳ xuống. Chào các bạn đến với mục vụ cầu nguyện giải cứu chữa lành và làm chứng Chúa giải cứu làm phép lạ trên đời sống mình.